Hồng Y do An Bao Ti Sita Phạm Minh Mẫn sinh ngày 5 tháng 3 năm 1934 tại xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau. Từ năm 10 tuổi, cậu bé Mẫn đi theo con đường tu học và theo học nhiều chủng viện cho đến năm 1965 thì được thụ phong linh mục. Sau đó ngài đảm nhiệm vai trò giáo sư cũng như giám đốc tiểu chủng viện Cái Răng. Năm 1968, sau đó ngài đi du học tại Hoa Kỳ, đậu tiến sĩ về giáo dục năm 1971. Trở về Việt Nam, ngài phụ trách việc đào tạo linh mục của giáo phận Cần Thơ và làm giám đốc đại chủng viện Thánh Quý. Tháng 2 năm 1993, giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm giám mục phó giáo phận Mỹ Tho. Tháng 3 năm 1998 làm tổng giám mục Sài Gòn. Tháng 10 năm 2003 phong ngài làm hồng y.